tháng 4 năm 2005, một thế giới kiếm hiệp được mở ra, khởi nguồn từ những hành trình đông đầy kỷ niệm. Chặng đường 19 năm hành hiệp trượng nghĩa phiêu bạt giang hồ, ghi dấu biết bao hoài niệm thở ban đầu, nơi những tâm hồn đồng điều hóa tri kỷ, nơi xe duyên chuyện tình yêu đôi lứa, nơi những ngày tháng miệt mài cày cuốc, nơi những cuộc so tài nảy lửa, nơi những trận chiến đầy khốc liệt, nơi huynh đệ cùng giàu sinh ra tử. Tất cả sẽ được tái hiện trong võ công truyền kỳ Mobi, được chuyển thể 100% từ PC sang điện thoại. Lối chơi đa dạng không kéo xe, phiên bản công thành chiến, sống lại những ký ức võ lâm. Chính thức ra mắt máy chủ đại Gia Sơn vào ngày 12 tháng 1 năm 2024. Chi tiết xem tại võ công truyền kỳ.mobi, tải game và chiến ngay.